Các bạn nhìn là bọn mình đang hack kim cương này em ơi. Oh my god, hack kim cương nhiều vãi chúa, chỉ cần cầm này vứt ra cái có luôn, vứt ra cái có luôn như là. Ui ôi. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vin đây bạn ơi. Và hôm nay là một cái ngày đẹp trời luôn anh em. Và mình cùng Phong Cận đã đến với cả một thế giới sinh tồn trong mini world. Nhưng mà trước khi vào video này mình thì mình muốn khoe cho bạn thấy hai thứ rất là lạ kỳ. Thứ nhất là đầu Phong Cận đang to hơn kích thước bình thường. Thứ hai là con nhân vật của mình không hiểu vì sao mấy ngày nay nó cứ đứng chống tay và nặng nhỉ các bạn. Cận không, các bạn nào không câu trả lời thì giải thích của mình ấy. Mình không biết, bình thường thì nó để hai tay buông ra nha, nhưng tự dưng mấy hôm nay nó cứ chống tay vào lạnh nè. Và hôm nay khi mình vào cái thế giới sinh tồn này thì mình di chuyển, các bạn nhìn nào, nó chạy kiểu cục xúc vãi cả chuối luôn anh em. Nhìn này, chạy kiểu cái đầu xanh đi chạy giống con đứa ơi, tào lao. Ăn chạy giống gọi là kẹt gì mà giống con tinh tinh. Tính ra là mình chạy giống một vận động viên điền kinh đang cố gắng chạy hết sức này anh em. Các bạn nào có bị như mình không? Phong thử chạy coi. À anh coi em chạy à, bình thường hả? Ừ, sao Phong chạy bình thường mà anh chạy trong cục xúc như đây. Ok. Và ok, hôm nay thì mình cũng đã mời Phong Cận TV tham gia cùng với mình trong một cái thế giới sinh tồn mini world. Nhưng không phải là sinh tồn bình thường nha bạn, mà là sinh tồn siêu giàu, siêu pro, siêu VIP ở trong mini world. Ở trong thế giới này thì có rất là nhiều thứ đặc biệt nha các bạn. Và các bạn hãy nhìn này, hãy nhìn nào. Ví dụ nha, mình chặt một 15 cây này, các bạn chỉ thấy rơi một cục đúng không? Thì mình lụm vô. Wow, nó lên đến 64 cục đấy các bạn. 64 cục gỗ chỉ với một lần chặt, các bạn thấy VIP chưa? Và tất nhiên là trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ cho mình một like này, một subscribe bên cạnh đấy, nhớ qua channel của Phong Cận TV để có thể ấn like và subscribe cho Phong Cận, giúp cho Phong Cận đạt được 2 triệu subscribe nha anh em. Ok, còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok. Ờ Phong ơi, ở kia có ông gì kìa? Đây này. Thôi em không để ý đến ông đó, em chỉ để ý đến em gái đẹp này thôi. Trời đậu xanh, em gái đẹp này sao trông nó lùn dữ vậy ta? Từ từ ấn vô coi. U. Cái gì mà lem. Phong ơi, em này là em bán hàng đa cấp này, cái gì cũng bán nè. Ồ, em mới bán nhiều đồ anh pháo hoa trời đêm trời sáng gì tùm lum lại. Trời ơi, bán quá trời đất luôn, còn ông này bán cái gì đây? Ông này ông bán cho mình một cái xẻng đại bảo nhưng mà cần đến 9 kinh nghiệm lận anh em ơi. Từ từ, mình thử chặt là mày này con gà, mày này con gà. Ok. Ui. Phong, anh giết một con gà, anh nhận được 64 miếng nuôi gà này. Trời ơi, vậy là mình khỏi lo bị đói luôn anh, mình tha hồ ăn luôn. Ừ đúng rồi. Anh à. Ok bạn ơi, mình đưa cho Phong Cận 64. Úi giời, kẹt. Ê tính ra Phong Cận ném cho anh 64 miếng, anh nhặt lại nó thành 128 miếng. Đó, trời ơi, thế giới của hacker mà. Thế luôn, thế giới này là thế giới của hacker luôn nha các bạn. Ở bên này còn có một con cừu nè, thì mình thử chặt con cừu ra xem nó bao nhiêu miếng thịt cừu nha các bạn. Nhìn này, à, Phong ơi, tiếp mới đu nè. Tiếp mới đu nè. Anh tránh xa ra đi. Anh đừng có đụng cái đó. Lỡ đâu nó ỉ ra một cục phân xong thành gọi là 64 cục phân luôn. Ủa cái thành thành thế giới cứ. Đúng rồi. Đừng. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ. Ôi trời đậu xanh. Mình cần ra một bầy ong không phát lời đậu xanh. Mày con ong này. Con ong nè. Ui. Anh đu. Tính ra là Sai anh. À gì? Lỡ đâu anh đập cái tổ ong này nó phải ra 64 con ong chứ. Trời ơi, nó ra 64 con ong là anh chết rồi anh. Nhưng mà anh giết mỗi một con ong nó rớt ra tận 64 cái vòi ong là ghê không? Ghê, vãi cả chuối là cho ba mình uống. Tức là ấy, ở trong cái thế giới này bây giờ ví dụ chúng ta sẽ làm một cái thử thách đó. Chúng ta xây nhà đấy, các bạn chỉ cần đặt một cái khối block cây thôi là các bạn có thể đủ gỗ để xây nguyên một cái căn nhà. Bạn nhìn nào, đó mình dư gỗ để làm nguyên một căn nhà luôn. Là sinh tồn này quá dễ luôn Phong. Ui trời ơi, xây biệt thự còn được chứ huống gì là xây nhà anh. Trời ơi, tướng này là mình xây biệt thự cũng được luôn anh em, không phải xây nhà luôn, biệt thự cũng cần hết nha, dư gỗ luôn nha bạn. Đó, đầu tiên là mình sẽ đặt một cái căn nhà đây đấy, các bạn nhìn thấy không, quá to luôn anh em. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ đậu xanh cứ càng đập lại càng rớt này Phong. Đúng rồi, anh đập đi nó cũng nhân lên thêm à. Tính ra là trong cái thế giới này cái việc đầu tiên mà mình cần đi làm các bạn là đi tìm gỗ. Nhưng mà các bạn thấy không, mình chỉ cần đập một cái nhẹ thôi là mình đủ gỗ mình xài đến cuối đời, chết già không hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo ra một cái cúp đi, mình sẽ chế tạo một cái cúp gỗ đấy để mình tiếp tục mình đi đào đá để chế tạo ra cúp đá nè. Bây giờ các bạn hãy nhìn là mình cầm một cái cây cúp gỗ nè, đập vào đá nè. Huy cha. Huy. Rồi xong, được 64 đá luôn Phong ơi. Ôi giời ơi, anh không biết gì đâu, trong đây nó có một cái điều này còn vui hơn nữa nè, anh biết là gì không? Cái gì vậy? Có nghĩa là anh bây giờ anh chỉ cần đào một cục kim cương thôi là anh sẽ được 64 cục kim cương. Cái gì? Đào một cục kim cương mà được 64 cục kim cương luôn các bạn. Vậy là khỏi phải lo làm ăn gì luôn. Không làm mà vẫn có ăn, có thật anh em ạ. Từ từ. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm kim cương luôn anh em ơi. Ở kia có con chó kìa. Ồ, có khi nào mà mình đánh một con chó nó rớt ra 64 cái nồi đĩa thịt chó. Cái đậu không? Anh này kỳ quá, người ta đang bảo vệ động vật, anh toàn ăn thịt chó. Ok, thôi bây giờ mình sẽ tìm với hành trình đi xuống dưới hang động để xem chúng ta có đào được gì không nhá. Ok, có cái hang nào quanh đây không? Quanh đây là toàn là hồ nước luôn anh em. Có cái hang đâu? Dịch, bây giờ mình chỉ cần gọi là lấy một cục thịt ha, xong mình quăng ra, xong mình lụm vô lại, nó cứ nhân lên vậy á. Có nghĩa là chúng ta theo đúng kiểu gọi là
gọi là không làm mà vẫn có thể có ăn. Đúng rồi, không làm mà vẫn có ăn là có thật nha anh em, chứ không phải là ăn mức với cả ăn gì á? Ăn đầu bò. Ăn đầu bò. Trời ơi Phong ơi, Phong đi lại lên, Phong dạo này tăng ký sao Phong đi chậm dữ vậy? Người nhân em có quà cho anh nè. Có gì anh? Nói bùng chiêu. Quà của em vui dữ rồi. Em bên thế đấy này thành thế giới phân động vật hay sao mà em quăng nhiều vậy, lụm làm chi vậy bác? Trời ơi, em đâu biết đâu, nãy em đi ngang qua cái đầu em lượm được một cục, sắp thành 64 cục luôn. Trời ơi, em bứt tùm lum này, Phong Huế bừa bãi bận quá à. Đậu xanh, ủa, sao mình lượm vô người cái nó thành một cái 64 cục phân rồi. Từ từ, mình thử qua coi, lượm lại vô. Rồi xong nó thành 4 cục phân luôn. Ôi, dịch, có này, anh ăn được này dịch nè. Em cho anh một quả bí ngô, rồi anh lượm vô cái thành 64 quả bí ngô, anh ăn tha hồ ăn luôn. Á đù, 64 quả bí ngô luôn, bên này nó còn có cả... bên này có rất là nhiều động vật mà chúng ta tìm thấy cả khu tuyết luôn các bạn ơi. Ở đằng này có than đấy Phong ơi, từ từ để anh thử tạo than đã. Thế giới sinh tồn cực mạnh luôn, cực giàu có luôn anh em. Đập ra than à. Ui rồi ơi, 64 cục than là có thật Phong ơi. Anh ơi, hôm nay anh có mời ai vô chơi game chung với anh ngoài em không vậy? Ủa không, hôm nay mời mỗi em ơi. Hồi nãy em thấy Timmy rồi, giờ em còn thấy thêm Simmy nữa. Ủa Simmy đâu? Nè Simmy bên đây nè. Đâu Simmy chỗ nào? Trời bên này là mình có Simmy. Trời ở bên này. Cái bạn thân. Ủa Simmy á, ngoài Simmy còn có cả Mập Doran nữa. Mập Doran này, chim bánh cụt nè. Ừ, có cả chim bánh cụt này các bạn. À đù, bên này có cả gấu tuyết luôn này các bạn ơi. Gấu tuyết to vãi cả chuối luôn anh em. Hình như giết chim bánh cụt ra con cái Phong. Đúng rồi nè, em được quá trời cá nè. Trời đất, em được quá trời cá luôn. Ủa đâu xanh. Ủa Phong lia lên trên tuyết, cái nó lăn nhìn thú vị vãi. Ê, tính ra tuyết là mình đập một cái nó ra 64 cục với Phong, cầm chọi nhau chơi. Này. Em chưa có, em đang tính lấy. Trời anh chọi anh em anh chen gian, đợi em xíu. Em với anh chơi thì chọi cũng tiếc coi. Anh đang cầm một tuyết để anh chọi con chim cánh cụt là vãi lửa chuối thật. Ở vùng này có chim cánh cụt anh em ơi, nhìn nó cute vãi. Cho mày chết là ok, lụm nè. Ăn đủ được 64 cá luôn các bạn ạ. VIP vãi chuối, ok. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm sắt nè. Đậu xanh coi trong coi này toàn tuyết là không có sắt là được. Có sắt ở đâu vậy ta? Từ cứ thú lên đi cho lẹ. Dịch. Anh nghe nè. Dịch. Em mới nghĩ ra trò này vui nè anh. Trò gì? Đây anh nhìn em nè, anh chơi bắn bi không? Bắn bi sao? Cái nó cái gì vậy? Nó đang anh chọi. Ê, đồng chiêu. Vâng, cần bị bệnh táo lao các bạn ơi. Rồi ok. Đi lại lên Phong ơi, lấy thú cưỡi đi cho lẹ nè. Qua đây. Ui. Dịch. Bên dưới này có cái hang này Phong ơi, bên dưới có sắt nè, dưới này hay nè. Trời ơi anh, cái hang đó làm gì? Qua đây anh coi nè, có một thứ còn hiếm hơn cả sắt nữa nè. Ủa cái gì mà hiếm hơn sắt? Đâu. Anh có biết con cừu màu hồng không? Alo các bạn ơi, mình tìm được con cừu hồng. Ui, tính là anh nhớ là cái con cừu hồng này mà trong thế giới sinh tồn á, kiếm nó là tỷ lệ xuất hiện chỉ có 0.0% thôi á. Đúng rồi, mà bây giờ bọn mình đang ở trong sinh tồn nè. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, con cừu hồng này đảm bảo 100%, 1 tỷ phần nghìn là mình vô tình mình gặp luôn nha các bạn. Mình mà đặt nó ra xong mình nói là mình gặp cừu hồng, mai mình bán cân khỏi làm YouTube luôn, Phong cận chứng minh cho mình luôn các bạn. Tự nhiên gặp nè. VIP dữ ơi. Anh ơi, bây giờ bọn mình khỏi cần kiếm kim cương, mình đem con này mình về á, xong đầu mình bán cho người ta, bán người ta thích mấy con cừu mà hồng, bán người ta lấy 100 kim cương. Tào lao, trời đậu xanh, hôm nay mình làm clip cho bạn coi 100 kim cương giải quyết được vấn đề gì. Bên này nè, mình đang tìm được có một cái hang. Ủa cái hang này lối dẫn đi đâu ơi? Hồi nãy anh có than đúng không? Ủa anh có than à, bên này anh tìm được sắt rồi Phong ơi. Có sắt nè. Anh làm một cây đuốc đi, xong anh chọi cho em anh được 64 cây đuốc, mình thắp cho sáng cái hang này lên luôn. Tính ra là mình cần làm một cây đuốc thôi, mình chọi ra cái là mình được 64 cây đuốc rồi. Từ rồi ok các bạn ơi, bây giờ nha thì chúng ta đã có quá trời đất luôn, ở đây là những cái khối block sắt nè, mình chỉ cần đặt 3 cục quặng sắt thôi là mình đã có thể sở hữu được một đống block sắt rồi. Bây giờ chúng ta cần block đất đúng không các bạn? Hãy nhìn nè, mình đập một khối đất ra nè. Đó, 64 block đất luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm ra một đống cái lò đây. Đấy, 1 2 3 4 5. Rồi ok. Rồi, Phong ơi, lúc lò bỏ ra để anh nung sắt để chúng ta lấy cục sắt đi đào kim cương. Ok anh, để em đặt ra cho anh nha. Ok, coi em đặt nè. Đâu đặt đây. Đó, ghê chưa. Được cái gì đậu xanh. Cục cái gì anh? Đi Phong. Nhiều quá, em đặt không hết. Ừ ha. Tính ra là mình đưa cho Phong Cận một cái lò. Bây giờ Phong Cận đặt vô là nó tự nhiên nó thành gọi là đến tận 64 cái lò luôn các bạn. Phong Cận đặt không hết luôn anh em. Ăn đù. Ghê dữ. Ok, mình chỉ cần vứt than ra là lụm lại các bạn nhìn ạ. Đó, là mình có 2 stack than các bạn thấy VIP không? Ok, đặt thêm sắt vào đây nè. Đó. Chưa bao giờ sinh tồn dễ đến vậy. Chưa bao giờ sinh tồn dễ đến như vậy mà chưa bao giờ sinh tồn giàu có rich kid đến mức như vậy luôn anh em. Ai mà bảo anh em có làm mà mấy con thì anh em bảo là vào coi video mới nhất của Mr. Vịt làm về mini world thế giới siêu giàu thì chắc chắn là không làm. Vẫn có ăn, tôi khẳng định với anh em. Rồi ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ sắt vào đây này nung để nó ra, mình sẽ chia cho Phong Cận và mình mỗi thằng một ít sắt đi. Đây, Phong Cận tự lấy sắt ra chế cục sắt đi Phong. Đây. Bây giờ em lấy bí ngô ra để em làm cậu than em đi luôn. Trời má, dư đồ ăn luôn anh em, dư đồ ăn luôn. Giờ lấy đồ ăn ra làm bí ngô lót đường để đi luôn, VIP vãi chuối anh em.
Rồi bây giờ mình đi tìm kiếm kim cương nào. Bây giờ kim cương là nó sẽ ở dưới lòng đất đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ tìm một cái hang nào đấy thật là sâu và chúng ta sẽ kiếm kim cương nhá. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ bọn mình với cái trích khả năng gọi là nhìn xuyên lòng đất này, mình đã tìm cách để có thể xuống được cái tầng dưới sâu tương đối ở dưới này rồi. Và hiện tại là chúng mình đang cắm đuốc để đi phiêu lưu tìm con đường xuống với cả cái mảnh đất có chứa kim cương bên dưới lòng đất nha anh em. Đó, ui có cái rượu, ui rượu xanh. Tí nữa thì lại lụm thêm 64 miếng dưa hấu ăn đến ngày mai không hết luôn Phong. Ôi Phong đi đâu vậy? Có em bé đen rồi. Đậu xanh em bé thế nào? Định đầu xanh em bé con nhà ai thả ra như chó ăn mèo dại không công trông. Đậu xanh nhìn bực mình thật chứ. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ mình đang trên hành trình đi tìm khối kim cương em. Ui đậu xanh nó rớt xuống rồi Phong ơi. Ui rồi đậu xanh dưới này nhiều quái vật của Phong ơi. Cứu 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 cứu. Ui. Ở sao mày mày sao em chết queo luôn anh. Đậu xanh Phong nhìn nào, quá chết hết quái vật dưới này luôn anh em. Chỗ dưới kim cương này rất nhiều quái vật, anh em phải cẩn thận nha anh em. Mày. Tạm biệt dịch nha, em đào kim cương xong em trốn đây. Ở chơi mất dạy anh từ từ. Qua giúp anh dùm anh giết mấy con quái vật cái anh không? Thôi em qua này em dở thôi chứ em gọi là sẽ luôn bên cạnh anh dịch yên tâm. Nó kéo cả thằng, nó kéo cả zombie cha lẫn zombie con cho nó bắt vô cái đầu anh à. Vãi chuối thật chứ anh em. Mình mới xuống đây mình còn chưa kịp đào gì luôn, nó bắt vô đầu mình luôn anh em ạ. Ok. Rồi. Cái gì đấy thắp sáng? Em ra sử dụng nha. Gì thật thật? Em sáng nhất đêm nay luôn rồi chị ơi. Phong sáng lắm luôn đó Phong. Đậu xanh. Ê tính ra Phong quyết định là Phong lấy gỗ để lót lava, bạn thấy Phong có thông minh không? Và ok, giây phút huy hoàng này cuối cùng thì cũng đã tới. Anh em hãy nhìn nào, tôi đã tìm được khối kim cương và anh hãy nhìn này, tôi sẽ thử đập cục kim cương nha. Phong làm tế lễ lễ tế kim cương này. Đó. Lạy ông thần kim cương, có lạy chiến phương trời mới phương Phật, từ từ đi chọn được đấy. Vứt bớt là để chứa kim cương em ạ. Quá nhiều đồ luôn. Đậu xanh. Anh vứt luôn cái cung sắt rồi Phong, còn cung sắt không? Chơi vậy á. Anh lỡ tay anh lém luôn cái cung sắt từ dưới này, từ từ. Đây. Em có. Đây vứt chơi mượn cái cung sắt để đào kẻ coi. Quay giật. Đậu xanh mày ok. Mà nó biết mình lấy kim cương lại đây đông quá đây. Đúng rồi, nó biết là anh em mình đến đây để làm chủ nhân của cái đống kim cương này, nó định quay ra nó tấn công các bọn mình các bạn ạ. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chế tạo ra một chút cái dương này. Đấy. Chế tạo là gỗ này. Ok, lấy thêm một ít gỗ này. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái gỗ này để mình chế tạo ra dương nha anh em, để chúng ta cất bớt đồ đi. Quá trời đất đồ ở đây luôn này các bạn ơi. Quá đã rồi, bạn nhìn nào. Bây giờ trên người mình trống trơn nha anh em, trống trơn luôn rồi. Và bây giờ Phong cận cho anh mượn cái cúc, cho anh mượn cúc. Đó. Ok các bạn này nhìn nào, anh em mình sẽ trở thành gọi là rất kít từ đây nha anh em. Hãy nhìn nào. Kim cương. Đại gia kim cương. Ok, lụm một cục. Lụm đi không? Ủa đậu xanh. Dạ. Yeah. Không ơi, anh lụm cái cúc của em vô, bây giờ người ấy toàn cúc rồi. Tao. Người ăn quá trời cúc là em có lấy không? Rồi. Anh phun có đồ rồi đúng không? Anh phun một khâu cúc. Cái thế giới này nó lắc vãi cả chúa luôn anh em. Mình lụm cái cúc vào Phong cận một cái, mình tự nhiên có một nguyên một rương cúc trên người luôn các bạn. Ok rồi sao? Cất bớt đi. Rồi, bây giờ Phong cận à. Phong qua đây. Anh chia kim cương Phong rồi. Vứt cho Phong một nửa là Phong lụm. Cấm ạ. Bùm. Đó. Vứt ra. Đó bây giờ hai em mình đứng đây vứt kim cương rồi, vứt ra. Cứ lụm vào vứt ra. Anh em mình vứt qua vứt lại anh. Vứt qua vứt lại bạn nhìn là vứt qua vứt lại mắc dầu luôn. Đó. Các bạn nhìn là bọn mình đang hack kim cương này em ơi. Oh my god, hack kim cương nhiều vãi chúa, chỉ cần cầm này vứt ra cái có luôn, vứt ra cái có luôn nhìn nào. Ui rồi kim cương nó tăng rồi. Ui thành gọi là đại gia kim cương. Ui đậu xanh, đậu xanh. Anh lụm không kim và Phong ơi, đậu xanh vứt lên nào. Vứt. Nu nhiều kim cương vãi chúa. Ok vứt tiếp. Phun chưa. Ok game phun dương kim cương anh em ơi, phun dương. Nhấn mạnh các bạn nhìn nào, đây là thành quả lao động sau một ngày của Mr. Nhật. Nhấn mạnh không làm mà vẫn có anh, thế giới hacker thật là kỳ diệu đúng không bạn? Và các bạn đã từng chơi sinh tồn mini world chưa? Bạn có muốn sinh tồn ở thế giới hacker không? Chứ còn mình nhắm là mình không sinh tồn nổi anh em, giàu quá không chịu được anh em ạ. Và ok, có lẽ nếu như bạn thích video này thì mình sẽ để cho mình một like này, một subscribe. Và nếu như 10.000 like thì video sau mình sẽ mang toàn bộ số kim cương này về làng Hero Team và mình sẽ làm một cái video xây nhà bằng kim cương ở trong làng Hero Team nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong video sau nha. Bye bye, đừng quên subscribe cho Phong cận nha. Dịch coi em rải kim cương mà dịch à. Ui giời, rít dữ anh. Xù nhiều dữ.